ます。Nhận nhà chưa, nhận nhà chưa? Ôi, cái mặt bà gì sắp chết rồi đó, bà đừng làm lố quá, vô nhìn thấy bà được mà chết, nó xỉu cái đùng khỏi là khủng quá. Mình thấy nhìn kiểu mà nhọt nhạt bệnh kia lát em lát, tôi phải sao diễn diễn sao hả? Diễn bệnh hả? Thì nằm mệt, mắt lim dim, đầu nóng sốt. Thôi thôi, mình đừng có nhìn, mình đừng có nằm nằm hả, kiểu nhìn thấy nó xấu lắm, biết sao không? Giờ này mập quá, nằm xuống cái mặt nặng. Bây giờ bà vô thế đi, bà vô thế đi, tôi ra tôi báo nó, bà bệnh ngồi không nổi, nó đem thuốc cho bà. À, phải đắp mền, đắp mền, đắp mền. Ngộ ha, giống trong phim quá, bệnh cái là đắp mền. Ủa chứ sao, lặn thì không? Kiểu tôi sẽ nằm xuống, tôi làm cho nhiều chuyện. Có còn run không, còn run không? Tôi bà muốn làm sao bà làm? Không, không, tôi sẽ dựa vậy nè, giống như công chúa. Thôi được rồi, câu giờ quá. Bệnh thì cũng phải đẹp. Đưa đứa gì cũng mệt. Đắp lối, đắp lối cho nó thương. Nói sao nghe vậy? Gì, cái quá. Khùng, phải về này đó, phải nằm về này cho nó mới mới em. Nấu gì trời, vô đi. Thuốc. Nước nè. Đó anh cao. Ngồi đâu. Cái vụ gì mà lẹ dữ vậy? Ngồi đâu kỳ cục. Là sao, là sao? Đúng là bất sự. Sao nhà ông kỳ quá. Một người thì không xài được, một người thì không chịu xài. Trời ơi, mình phải sai nó xài, ở đâu nhảy đùng vô xài được. Nhưng mà bây giờ có cách gì khác nữa không? Chỉ là nãy hư bột cái đường hết hả? Không có hư, mà chưa có chín tới. Thiệt, thằng quỷ này, cái tính nó vậy đó, nó khó lường lắm. Thôi được rồi, bà yên tâm đi, để tôi nghĩ ra cái cách gì nó mà nó không thể nào từ chối được. Ừ. Được chưa? Tôi chưa. Tôi, nhưng mà tôi háp đi xíu nghe. Háp gì mà háp? Háp á, là giả háp đó. Giả háp rồi nào? Mở cho nó thiệt thì nữa mấy người á, dở ẹt à. Để mọc thì tự nhiên là đẹp rồi. Cứ hễ mỗi lần có chuyện cái thêm một miếng, dặm tới dặm lui, dặm hồi cái mặt như bà già á. Tôi rất là sao hơn, hơi lớn tuổi nghe. Nhìn cho nó có điểm nhấn. Ê, nó nghe nè, bây giờ kéo lên hay là mình xuống cho nó trễ nải? Đối với tôi á thì kéo lên, nhưng mà đối với thằng sĩ bà phải kéo xuống. À, kéo xuống. Ừ, kéo xuống rồi. Thôi lố quá, trời ơi, người ta đi quan tật nhìn kỳ chết. Rồi sao, nhưng mà quan trọng á, tự nhiên bình thường ở nhà kêu nhau ra nói chuyện cũng được, mắc mớ gì phải ra cà phê cho tốn tiền 2 ly cà phê vậy? Dạ ẹt, mưu sâu kế rộng là mình phải đầu tư, hiểu không? Kiểu như là kế hoạch bom tấn vậy đó. Tôi với bà hẹn nhau ra cà phê uống. Uống xong tôi sẽ dàn cảnh là tôi quên đem tiền. Tôi mới bóc điện thoại lên, tôi gọi thằng em tôi. Em trai, anh đi uống cà phê, anh quên đem tiền ra, cứu anh, trả tiền cho anh về liền nghe. Nó là em tôi, nó phải ra nó trả tiền. Khi mà nó ra, tôi lẻn tôi bỏ trốn. Khi mà nó tới, bà dụ nó uống một ly nước, ngồi tâm sự qua lại, rồi sau đó kêu nó tính tiền, rồi bà nhờ nó chở bà về nhà. Xong cái phi vụ. Ờ ha, hợp lý ha. Mà tôi cũng không bị mang tiếng là tôi trực tiếp gài kèo nữa. Đúng rồi. Ê, tự nhiên mà tôi thấy ông thông minh ghê gớm luôn á nha. Lúc nào cũng thông minh, quan trọng là mình thích giúp lúc nào là mình giúp thôi. Tôi nghĩ cái kế hoạch này sẽ thành công à. Ê, như bây giờ ông gọi liền luôn đi. Thôi bà nội, gì gấp dữ vậy? Thì gọi liền đi, biết đâu đang bận cái gì rồi sắp xếp từ từ chạy ra là vừa. Mấy cái kèo mà thơm thơm, kèo mà quan trọng, kèo bơm tấn không có gấp được. Ê, mà lỡ mất máy sao? Nói xui không à? Em, anh nói nghe nè, thương anh không? Thương anh giúp anh chuyện này nghe. Sáng nay anh đi uống cà phê ở cái quán cà phê gần nhà đó, cà phê sân vườn đó. Anh quên đem tiền,
quê muốn chết luôn. Chạy ra đây trả tiền cho anh cái cho anh về nghe. Lẹ lẹ nha, đừng để anh ngồi lâu anh đợi quê lắm á. Ra liền nghe, ngồi cái gần cái hồ á nha. Ừ. Sao con ra liền không? Nó nhận lời rồi. Ê, nhưng mà nhận lời là một chuyện, mà chừng nào ra mới là chuyện khác chứ. Tôi kêu nó ra liền, nó nói nó ra liền. Rồi, thôi đi về đi. Đang uống cà phê mà cứ hối đi hoài à. Trời ơi, ra liền rồi lỡ ra thấy ông ngồi đây rồi thấy tôi nữa. Má công nghĩ là cái kế này có liên quan tới tôi, không có được, tôi phải là ngoại phạm. Đi về đi. Mệt bà ghê đó. Bớt màu son lại, kéo áo xuống nghe chưa. Rồi, biết rồi. Ví dụ này mà không thành là lỗi tại bà đó nghe. Tại tôi hay tại ông? Trời ơi, nếu mà không thành là tại ông đã không tính toán chi tiết ra. Còn tôi là tôi thấy bây giờ tôi đang ngời ngời lắm rồi đó. Nó tới kìa. Giả bộ bị dụ. Thiệt luôn á, ép cái cuộc trò một đoạn. Nó ra liền, nó ra liền đâu. Chết. Sĩ. Ở đây nè. Ngồi đây đi. Anh hai tôi đâu rồi? Không biết nữa. Tự nhiên rủ bố anh đi cà phê xong rồi hả? Bỏ bố anh bơ vô ở đây đi đâu mất tiêu luôn à. Ly cà phê người ta bưng ra còn chưa uống nữa. Nè, sao vô lý vậy? Gọi điện không được đâu, không bắt máy đâu. Cha già này kêu ra đây đã, đi đâu mất tiêu vậy ta? Thôi, chắc là nhiều khi đi vệ sinh hay đi đâu á. Thôi sĩ cứ ngồi đây chơi chút đi cho nó khỏe. Đi đường mệt không? Không uống cà phê gì uống cái khác không? Em ơi, cho cái ly. Được rồi. Đâu có rảnh đâu, ngồi uống cà phê. Không có ổn thôi, tôi đi về nha. Khoan, ngồi xuống đi. Thôi đi về mà. Ngồi xuống đi. Đi về chứ ở đây. Ngồi xuống. Bảo anh cảm thấy bị tổn thương quá. Nhìn bảo anh nó cũng đâu có đến nỗi nào đâu. Mà sao gì đâu mà kêu ngồi hả? Mà kiểu giống như là hất hủi, e dè người ta dữ vậy. Nghĩ đi, thân gái dặm trường, có biết đường xá gì đây đâu, lạ nước lạ cái. Tự nhiên dắt người ta đi cà phê ở một cái quán cà phê gì đó mà ngoằn nghèo quá chừng luôn. Rồi bây giờ vô đây kêu ly nước bắt người ta uống. Uống xong hả, rồi đứng lên đi đâu mất tiêu. Người ta không có đem điện thoại, không có đem bóp, không có đem cái gì hết trơn á. Rồi bây giờ cứ ngồi đây chờ, đứng lên đi về thì cũng đâu có được. Mà gọi điện cho người thân để cứu giúp cũng không có được luôn. Thì hả, phải hiểu là người ta tuổi thân đến cỡ nào chứ. Tội nghiệp anh đúng không? Tôi lỡ làm bên đó bị tổn thương rồi hả? Tôi sợ tôi ngồi đây một hồi tôi bị thương á. Tôi có công chuyện, tôi phải về. Công chuyện gì á thì để lát về làm cũng được. Mà thí dụ lát á, tôi về chung á thì tôi phụ cho. Hay là... Mà anh Dũng này cũng kỳ nữa. Người ta không biết đường gì hết trơn mà bây giờ bỏ người ta như vậy. Không biết làm sao mà đi về nữa. Đâu có sợ bị bỏ. Đây nhà gần thiệt à, đi bộ về đi. Sao mà đi bộ được, coi nè. Nó, người ta mang đôi giày cao vậy sao bắt ta đi bộ được. Trời ơi, đi bộ từ đây về đến nhà hả, chắc là tróc da chân. Xong rồi hả, trật chân. Rồi chưa tính nó đi mấy cái đường sình sình này nè. Cái gót hả, đi xong nó lúng xuống. Đi sao được mà đi rồi còn hư giày, hư dép nữa. Vậy sao nãy đi ra đây được, xong giờ đi về không được. Trời ơi, ở dưới quê mà đi uống cà phê mang đôi giày cao như cái chung cư vậy. Nhưng mà đây về gần lắm, thôi đi về không được đúng không? Đợi xíu ơi. Tình gì đâu không? Gọi cho ai vậy? Alo, chú Sáu xe ôm sói ca hả? Làm ơn thỉnh cái xe ôm của chú chạy ra đây chở một em gái thiệt là đẹp về giùm con nha. Ok, ngay quán cà phê ở Thiên Đàng á. Dạ dạ, rồi, tới liền nha. Ấy, sao mà được? Không đi xe ôm đâu. Ủa thì nói không biết đường về thì thôi đi xe ôm về đi, tôi kêu xe ôm cho nó muốn gì nữa. Sao mà được, nghĩ coi,
con gái người ta mơn mởn vậy, tươi xanh mặc áo hở hang vậy, rồi đi xe ôm rồi hả, biết bao nhiêu vụ án mà hả không có thấy là gì, nó vô bụi rậm rồi nó này nọ này kia, xong rồi nó quăng xuống mương luôn hả, biết bao nhiêu vụ trên báo chí rồi này kia, sợ lắm không đi đâu. Trời ơi cái gì vậy, ở dưới tôi là bây giờ là nó cướp, là nó cướp tiền không, nó không cướp xác đâu, mà tôi kêu đúng ông sáu xe ôm, là tôi kêu ông sáu ca thôi chứ năm nay em 93 tuổi rồi, ông chạy không nổi nữa lấy đâu mà làm gì. Vậy sao tôi dám, nhiều khi đang đi qua đường ruộng đường mương xong hả trật bánh xe xuống cái ọt xuống dưới luôn, rồi làm sao mà tôi đỡ lên nổi. Lo xa quá, từ đây về nhà không hề có cái mương nào hết trơn, đường bằng dữ lắm, thôi để chú sáu chú chở về đi chứ tôi đâu có chở được. Không không được đâu, bây giờ hả đi với chú sáu không có được đâu, cảm thấy không có yên tâm, hoặc là đang đi giữa chừng á chú đó lên cao huyết áp rồi tăng xong rồi này kia, làm sao mà tôi ứng phó được. Không được khổ quá, tôi đâu có đi xe ra đâu mà tôi chở về, phải tôi đi xe đâu chở về giùm, rồi tôi đi bộ. Vậy thì có gì bảo anh đi bộ với thế sĩ cũng được vậy. Ủa sao nói mang cao gót đi cũng được? Thì đi chừng nào mỏi thì xách dép lên rồi mình đi bộ thôi, có gì đâu. Lỡ lọt xuống mương rồi sao? Thì mình leo lên xong rồi mình đi tiếp, mình đi chừng lát thôi là quần áo nó tự khô luôn á. Sao nói gì mà hai ba lời quá vậy trời. Thì có gì đâu, mấy cái đôi giày cao gót này đi hả dễ ẹt cơ mà. Không, mà nói thiệt là tôi bận công chuyện nữa mà tôi cũng không về nhà nữa, tôi đi công chuyện xong rồi tôi mới về chứ đâu phải là tôi đi về nhà đâu mà tôi dắt về. Khoan thôi, được đã. Rồi ngồi yên đây đi, có chú sáu xe ôm lát hồi chú tới chú chở về đi giùm. Khoan cái gì, nhưng mà ở đây một mình vậy lỗi bị bắt cóc sợ lắm. Điên quá, cái khu này không ai dám bắt cóc đâu, muốn bắt cóc là nó bắt cóc má tôi lâu rồi, đâu ai dám đụng tới gia đình tôi, yên tâm đi. Ủa? Ôi, Thái Võ, kêu đi núp thôi chứ không phải đi luôn đâu. Rồi bây giờ mới không có tiền trả thiệt. Ô quên, Thái Sĩ ơi, trả tiền. Ngồi xuống. Ôi, làm gì anh đây giống cô giáo vậy? Làm gì mà căng dữ vậy? Ê, ông có coi kỹ khai sinh của em ông chưa? Là sao? Muốn hỏi về cái vấn đề gì? Em ông có thiệt là tên là Sĩ không? Vô duyên. Thì hồi nhỏ tới giờ kêu nó tên Sĩ. Thì nó tên Sĩ chứ không lẽ nó tên gì? Biết sao không? Tôi nói thiệt nha, tôi thấy cái tính em ông với ông á, từ dáng dấp, từ tính tình không có liên quan gì đến nhau hết trơn á, mà em ông không thể nào mà tên Sĩ được. Đáng lẽ là má ông phải đặt tên là kiểu mà tên Lì, tên Lợm gì đó. Cái người gì đâu mà khô khan nè, cọc cằn, rồi hả nhiều khi phát biểu nhiều câu lãng xẹt lắm luôn á. Bởi vậy không có yêu thương cái đẹp gì hết trơn. Nhiều cặp sinh đôi còn chưa giống tính cách nhau nữa kìa, nói chi người trước người sau. Mà quan trọng là bà muốn tìm hiểu cái chuyện gì, nói rõ ràng coi. Tôi thấy bữa giờ mình cứ tính hết cách này, tính cái cách nọ, không có đâu vô đâu á. Bây giờ mình dẹp cái đó một bên đi, không có bày mưu tính kế gì nữa hết á. Bây giờ mình thực tế hơn, mình phải tìm hiểu dựa trên con người thật luôn, hiểu không? Bây giờ ông là anh của em ông lâu như vậy rồi, thì ông phải biết là em ông thích gì, thích màu gì, thích ăn cái gì, rồi gu bạn gái như thế nào, thích coi chương trình gì, rồi kiểu giống như là gu mặc đồ sao, chơi với bạn bè sao, hồi đi học có hay đánh nhau không, rồi mấy đứa bạn thân có bao nhiêu đứa, rồi hả chơi với những ai, tính cách ra sao. Tại vì người ta nói là nhìn bạn mà đoán được cái người đó luôn. Bây giờ ông chỉ đi, ông liệt kê hết tất cả những người bạn đi, tôi có thể điều tra được từng người luôn đó. Để sáng mai á, tôi chở bà về trường cũ của nó, xong rồi chở qua công an khu vực á, công an phường, địa phương, công an xã đó, rồi bà tìm hiểu ha. Chứ mấy chuyện đó tôi không biết, bà làm như bà là công an, bà ngồi bà điều tra tôi từng ly từng tí, sao tôi biết đường tôi trả lời cho bà. Trời, ông có phải anh người ta không vậy? Thôi bây giờ những cái đó chuyên sâu quá. Bây giờ ông nhớ lại giùm tôi màu sắc, món ăn, quần áo, rồi tính cách, ông kể tôi nghe đi. Con lại mẹ con đang nói là con không có biết. Tự tìm hiểu đi. Thanks.